thông tin về các nhóm ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông. Tổng thống Biden đã đáp trả bằng việc tấn công vào hơn 85 mục tiêu tại Trung Đông sau khi 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng vào tuần trước khi một máy bay không người lái tấn công một căn cứ nhỏ của Mỹ có tên là Tháp 22 ở Jordan, rất gần biên giới với Syria. Một nhóm được Iran hậu thuẫn có tên là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq dường như đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này là gì? Tại sao lại tấn công căn cứ Mỹ và có mối liên hệ với Iran như thế nào? Các nhóm ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông. Bara Siban, một thành viên tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức tư vấn quốc phòng và an ninh của Anh, nói với CBS News rằng có khoảng 40 nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn trong khu vực, bao gồm cả Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Lebanon. Lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ và làm gián đoạn thương mại toàn cầu kể từ khi Hamas cũng được Iran hậu thuẫn và bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, đã tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 tạo ra các chiến dịch quân sự của Israel đang diễn ra ở Gaza. Hezbollah đã đấu súng với quân đội Israel trên biên giới Israel-Lebanon kể từ khi chiến tranh bùng phát buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán khỏi khu vực. Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, nhóm được cho là đứng sau vụ tấn công vào căn cứ có tên là Tháp 22 có trụ sở quanh biên giới Syria-Jordan. Tại khu vực này còn có một số nhóm nằm dưới sự bảo trợ của lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq. Một số nhóm tập trung chủ yếu vào việc buôn lậu ma túy hoặc vũ khí qua biên giới, chứ không tiến hành các cuộc tấn công chống lại các lực lượng trong nước hoặc quốc tế trong khu vực. Mục đích của các nhóm chiến binh trong khu vực được Iran hậu thuẫn hướng ngoại hơn và hỗ trợ Iran phần lớn là để đảm bảo sự tồn tại của chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Siban cho biết các nhóm này vẫn sẵn sàng được triệu tập trong trường hợp có một cuộc nổi dậy đe dọa chế độ cầm quyền ở Syria, do đó họ cũng hết sức chú ý đến các hoạt động của Mỹ trên khắp khu vực. Khi Washington ủng hộ một số nhóm đối lập ở Syria trong cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 2011, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ tuân theo lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran hỗ trợ các nhóm này như thế nào? Siban cho biết Iran có mối quan hệ đa dạng với từng nhóm và hỗ trợ họ theo những cách khác nhau. Trong một số trường hợp, các nhóm này được tài trợ chặt chẽ và về cơ bản được điều hành bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hay IRGC hùng mạnh của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài tách biệt với quân đội thông thường của Iran và hoạt động bên ngoài biên giới nước này. Các nhóm khác có cơ cấu hoạt động riêng nhưng dựa vào sự hỗ trợ của Iran, bao gồm mọi thứ từ vũ khí nhỏ và tài trợ vũ khí tầm xa, Siban nói với CBS News. IRGC là thành phần quan trọng nhất trong mạng lưới đó và có thể ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể. Ông cho biết một trong những thứ quan trọng nhất mà Iran cung cấp cho các nhóm này là vũ khí như những chiếc máy bay không người lái mà họ sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ. Tại sao lại tấn công vào căn cứ Tháp 22? Siban nói với CBS News, đó là một sự leo thang. Tôi nghĩ chính quyền Biden đang cố gắng giữ mọi chuyện độc lập. Vì vậy, chẳng hạn họ giải quyết riêng với người Houthi về vấn đề Biển Đỏ. Và giờ họ muốn giải quyết vụ việc này, tức là vụ căn cứ Tháp 2 cũng tách biệt ra khỏi với tình hình đang diễn ra ở Gaza. Trong khi đó các nhóm chiến binh lại không coi đó là những vụ việc riêng biệt. Siban cho biết các nhóm chiến binh và Iran coi cuộc xung đột leo thang trong khu vực có liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Ông nói họ đang leo thang chống lại Mỹ và những gì họ cho là sự hiện diện của Mỹ để hỗ trợ Israel. Iran đã phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào vào cuộc tấn công vào căn cứ Tháp 22, nhưng Siban nói rằng Iran muốn tránh xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ. Mỹ tấn công đáp trả. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết, các lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích vào hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria chống lại lực lượng cất của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC và các nhóm dân quân trực thuộc. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết cuộc tấn công xảy ra lúc 4 giờ chiều ngày 2 tháng 2 theo giờ địa phương. Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố ngay sau khi các cuộc tấn công được xác nhận vào thứ Sáu, cảnh báo nếu bạn làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả. Chủ nhật vừa qua, 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ở Jordan bởi một máy bay không người lái do các nhóm chiến binh được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hậu thuẫn phóng lên. Sáng hôm nay, tôi đã trang nghiêm tham dự lễ trở về của những người Mỹ dũng cảm này tại căn cứ không quân Dover và tôi đã nói chuyện với từng gia đình của họ. Ông nói thêm, chiều nay, giờ Mỹ, theo chỉ đạo của tôi, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã tấn công vào các mục tiêu tại các cơ sở ở Iraq và Syria mà IRGC và lực lượng dân quân liên kết sử dụng để tấn công lực lượng Hoa Kỳ.
Phản ứng của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ tiếp tục vào thời gian và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn. Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng hãy để tất cả những ai có thể tìm cách làm hại chúng tôi biết điều này. Nếu bạn làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả.